Cái túi tròn này con nhớ giá nhiêu không? Con mới lấy. Để coi giá không? Ừ, coi dùm mấy á. 830. Trà 610 nữa. À, túi tròn LV ạ. À? 650. Con tâm bèo báo lên 650. Cái đầm đỏ qua kia nó không coi thử tay nhiêu à. Rồi lấy xuống luôn đi. Cái túi tròn nó sai nhiêu con nhớ không? Đây. Con nhớ nó là sai bán nhiều cái nó chất cỡ 20. Cho chị Jenny nha, nó Út mới gửi vô trong group chung, không thấy chữ Jenny nha mà. Đó, không thấy chữ Jenny nha mà, con viên Jenny nha 300 ở thành phố. Thấy Út gửi không? Trời ơi, má bật like quên luôn. Má ơi, cả tuần này không thấy thông báo. Hello, hello. Lôi lên tiếp, lôi lên dệt nha mấy chị. Lên tiếp, lôi lên dệt mấy chị ơi. Hello. Bật like lên quên nói chuyện luôn. Bật like lên quên nói chuyện luôn. À, 300 thôi. Rồi em hỏi có thử có đầm không? Có mẫu đầm nào chị ơi? À, lên tiếp áo lên dệt nha mấy chị nha. Lên tiếp áo lên dệt, có cái móc rổ không lên không tôi? Móc nhựa cũng được. À, có rồi tôi à. Mọi người chịu xem này nha, mọi người thấy chưa? Rồi lên dệt tiếp ha. Tuy nó đang mở lên dệt tiếp mấy chị ơi. Cả tuần nay em chẳng thấy thông báo chuyện lên Facebook á, nó muốn bóp nè bóp. Nghĩ sao hồi trước like á, hồi cái đợt mà chị về Phú Yên cách đây 1 tháng mấy chứ nhiều. À, chị Thả Thao Thanh Ni, em thấy hôm nay ngày nào chị Thả Thao Thanh Ni cũng chia sẻ cho em hết á. Chị Thả Thao Thanh Ni theo đạo gì? Thì mấy hôm trước một cái like á là phải 10.000 lượt xem. Có khi 20.000 lượt xem, mà ngày bình thường là 2-3.000, 4.000 lượt xem là bình thường. Còn giờ một cái like 1.000 lượt xem hoặc 800 lượt xem nó bóp tới cỡ đó luôn. Bởi vậy cho nên em rất là cảm ơn những cái chị mà thường xuyên chia sẻ cho em, chị Đăng Quyên nè. À cái chị gì mà đang ở trong like em luôn là chị Hạnh Quyên hay gì á. Rồi chị Nguyễn Hạnh nè, rồi Thể Thao Thanh Y nè, nhất là chị Euro Phạm nè. Có nhiều chị mà coi như hầu như là vô like là toàn là không có mua vẫn chia sẻ cho em luôn đó. Thấy không, bốn chị em đọc một cái xong em vô cái lượt chia sẻ là em thấy bốn chị liền. Chị Nguyễn Hạnh này bữa có nè, Thể Thao Thanh Y chưa có, chị Hành Nguyên có rồi, chị Ê Phạm có rồi. Rồi Thể Thao Thanh Y, chứ có muốn em tặng một cái dây chuyền mặt Phật hữu duyên không? Chứ có muốn em tặng cái dây đó thì báo lên em nha, còn nếu không thích thì cứ báo, em sẽ tặng anh chị món quà khác. Rồi lên cho mấy chị một con khóc đỏ. Lên cho mấy chị một con khóc đỏ 180.000 khóc đỏ mấy chị. Khóc đỏ 180.000 khóc đỏ đá 60-72 kg. Dạ có lấy có nhận hay không nhận thì báo em nha, chứ dạ cảm ơn chị mà không biết lấy hay không. 60-73 kg áo khóc đỏ gì tiên. 60-75 kg mấy chị ơi.
Em lo cho mấy chị một con công sở. Con này tối hôm qua chị, con này tối hôm qua chị, chị Nguyễn Khánh Linh có lấy nè. Con áo tây vôn nè. Rồi áo tây vôn công sở 60 đến 80 kg, con này em mặc vừa nha. 60 đến 80 kg chốt giùm em áo hồng công sở. Lấy dây mặt Phật chốt cho chị thể thao Thanh Y, đưa cho Út, đưa Út cái hộp đó luôn con. Hiện giờ mình đâu có bill của Trân Lê ở đây hả? Dạ, một dây mặt Phật cho chị. Áo hồng công sở của chị Trinh Võ 180, em mới quăng cái đùng xuống. Áo này yên dừa. Dạ, khách lấy rồi. Trời ơi, cái này là em nói chị em lấy thẳng hàng bên kia về luôn. Hơi bị đẹp nha chị. Em là ít khi nào em chơi hàng thường lắm, tại vì em đê mê những cái này em đam mê lắm. Nè, hay chị thích mặt Phật hay là chị thích cái dây đeo tay này? Dây đeo tay này cũng 300 bằng mặt Phật đó chị. Chị thích cái gì chị bác? Dạ, 180 đồng giá hàng lên dệt. Đây nè, em có một cái con dây đeo tay. Hồi nào tặng cho chị hữu duyên luôn ha. Đẹp ha. Đẹp, nó phối với đá, nó có tăng ra tăng vô nè. Con này cũng 300 nữa mấy chị. Rồi thể thao Thanh Y nè con. Út mới bắt đầu tặng nữa. Tặng của thể thao Thanh Y nè con. Bỏ vô bịch đi con. Con này cái dòng này đẹp lắm, dòng tay này đẹp lắm. Bỏ ở dưới đất đấy con. Bỏ dưới đất con khỏi mất con đứng lên. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha, áo ngôi sao. Áo này 60 đến 82, 83 kg. Trời ơi, áo này cái len nó đẹp lắm mấy chị ơi. Áo này cái len nó đẹp giả mang luôn nha. Nè, chốt giùm em áo ngôi sao. Chị nào chốt áo, áo này mặc với sọt rất là đẹp nha. Chị nào chốt áo ngôi sao, chốt lên giúp giùm em áo ngôi sao. Chị nào chốt ngôi sao, chốt lên giúp giùm em ngôi sao. Em lên cho mấy chị một con dít dắt đen. Mấy con này là mấy chị mặc với jean là mấy chị đê mê lắm đây nè. Dít dắt đen. Chị nào chốt dít dắt đen thì chốt lên dít giúp giùm em dít dắt đen. Cái con này hôm qua nó có màu đỏ và màu vàng, thì bữa nay nó có màu đen nè. Trời ơi mấy chị coi cái con này đẹp lắm. ISL. Chốt giùm em áo ISL 60 đến 83, 84, 85 kg. Chốt giùm em áo ISL. Tất cả những lô mông ca ghi này đều là 180 đồng giá hết đó chị Lê Thị Lan Thảo thôi. Con này là ISL nè. Trời ơi mềm êm mà mát lắm. Mông ca ghi là mềm mà êm mà mát lắm mấy chị ha. Rồi chốt giùm em con ISL đen. ISL đen, chị nào chốt ISL đen chốt giùm em. Em lên cho mấy chị một con mã gạch. Con này là mấy chị mặc với sọt nè. Hơi bị xinh. Chốt giùm em mã gạch 60 đến 83 kg. Chốt giùm em áo mã gạch. Mã gạch ISL đen của chị Lê Thị Lan Thảo nè. Út in nè. Lê Thị Lan Thảo 280 ngàn. Kiểm tra coi thử có địa chỉ số điện thoại chưa, 050 Hồ Chí Minh có rồi. Cho em lên số ký để em nốt luôn chị Thảo ơi. Đây nè. Lê Thị Lan Thảo 180 nè. Mấy chị coi con áo ren nè chị Trinh Võ. Coi con áo ren nè, trời ơi đẹp giả mang luôn. Nè cái tay nó còn đỉnh hơn nữa nha. Cái tay nó còn đẹp và đỉnh hơn nữa. Rồi chốt giùm em mã đen. Mã đen 60 đến 80 kg vừa. Mã đen ren. Chị nào chốt đen ren 60 đến 80 kg vừa chốt giùm em. Chốt lên giúp giùm em mã dít dắt kem. Chốt lên giúp giùm em mã dít dắt kem á chị, dít dắt kem. Dạ dít dắt kem 60 đến 83, 84 kg dít dắt kem. ISL vàng. Hồi nãy ISL đen thì đây là ISL vàng mấy chị, 60 đến 83, 84 kg ISL vàng. Em lên cho mấy chị một cái mã hoa đá, mã ao khóc hoa đá. Áo hoa đỏ đá, hoa đỏ đá 60 đến 80 kg, 180 ngàn. Hoa đỏ đá. Chị nào chốt hoa đỏ đá chốt giùm em. Em lên cho mấy chị một con Mary Christmas. Con này 60 đến 82, 83 kg. Cho em xem lại áo cam đi chị. Cái áo cam, áo cam đó. Con này len đẹp lắm chị, nó như len dập, nó len mà mấy chị mặc hàng ngày nè. Đó, len này nè chị. Nó làm cái form dễ thương lắm. Nó làm cái form này rất là dễ thương và rất là dễ mặc đồ nha. Con này nè. Rồi, chốt giùm em mã cam 60 đến 83 kg mã cam. Cái mã này hôm qua dành lộn mà không có hàng nè. Chốt giùm em là mã gạch gấu. Mã gạch gấu có zoom ngắn không em? Dạ có chị. Đây là mã gạch gấu nè. Chị nào không chốt con này thì Yên để dành cho Yên con nha. Có zoom ngắn chị Hạnh. Em có zoom ngắn nhiều chị nhắn tin cho em gửi mẫu cho em có chụp. Là em cũng có zoom hàng Việt Nam xuất khẩu zoom ngắn. Đợi em tối được không chị Hạnh? Bây giờ em đang lên dệt.
Cái con cam này nó là len gì ta, nó là len gì mà mặt nó đã, mặt nó mềm mà mịn mà sướng lắm, con len cam này nè. Rồi lên cho mấy chị một con mã đen này, con này hôm qua giờ chưa có nè. Hôm qua giờ nó có màu hồng, màu cam, màu tím, màu xanh, thì hôm nay nó có màu đen. 180.000 đồng giá. 100 chị nhắn tin em gửi mẫu nha. Chớ giùm em mã đen phối xanh. Mấy chị coi len dập nó đã không? 60 đến 85, 60 đến 80 mấy ký con này nè. 60 đến 83, 84 ký nè. Chị về chị Trinh Võ ơi lấy con này nè uổng. 60 đến 82 ký con mã đen. Mã đen viền xanh. Màu đen phối của Nga Phạm, đừng xả nữa nha chị, 180. Đây. Gạch gấu và đen ren của Maria Khánh Ngọc. Dạ, gạch gấu và đen ren Maria Khánh Ngọc. Chị Maria Khánh Ngọc. Bữa chị Maria Khánh Ngọc có xin em một tờ tiền tài lộc đúng không? Maria Khánh Ngọc. Maria Khánh Ngọc. Dạ, vòng tay đó không tặng được chị. Vòng tay đó không tặng được, vòng tay nó tới mấy trăm lần chị. Tặng cái đó em xỉu. Tại vì những cái đó là mua thỉnh về để tặng cho những chị mà mấy chị đó thường chia sẻ. Bữa trước em có nhớ là em có hứa tặng với chị một tờ tiền tài lộc. Em sẽ tặng chị Maria Khánh Ngọc tờ tiền tài lộc. Quăng đi anh chị ạ. Quăng bớt rồi để lại một cái thôi chứ để lại nhìn nó rối lắm. Mã đen viền xanh của chị Nga có rồi nha. Cái con khốt này tối qua yên có chỗ em có giấu một con nè. Tối qua em có để lại mặt một con nè mấy chị. Tại những cái mã này khi mấy chị mặc cần mấy chị khó kiếm lắm, cần mặc mấy chị khó kiếm. Tại vì nó là len mông ca ghi. Cho nên khi mấy chị mặc lên thích lên 60 đến 88 ký áo khoác vàng. Gửi địa chỉ vừa rồi nha em, chị đang ở quê nha. Địa chỉ chúc chị nhé, lại lấy một cái tờ tiền tài lộc, đưa cái giỏ sách tài lộc cho Úc đi. Cầm mắt giữa ra. Giỏ đó, cái giỏ trên đó coi. Đây nè. Dạ, chị Maria Khánh Ngọc, con này là giờ chị để trong bóp dài nha. Chị để trong bóp dài, nếu mà còn không là chị để trên, bỏ ở đâu ở trong đại khái là tại vì nó đã trì chú rồi đó chị. Trì chú rồi cho nên là con này là con tờ tiền tài lộc, cho nên là mấy cái đây mà qua tay giống như Hồ Xuân Hương là 300-400-500 ngàn á mấy chị. Chứ không có cái giá tặng đâu nghe mấy chị. Bỏ vô cái bill của Maria Khánh Ngọc luôn con. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Còn mấy bao dưới đây. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Con mã này là chốt giùm em mã xỉ nách nè. Con này là cái con là coi như là mã này hàng Quảng Châu. Con này là mã chuộng của năm. Chốt giùm em sọc vàng xẻ nách nha. Sọc vàng xẻ nách. Chị nào chốt sọc vàng xẻ nách thì chốt lên giúp giùm em sọc vàng xẻ nách. Em lên cho mấy chị một con 7 màu phun đá. Em lên cho mấy chị một con 7 màu phun đá. Con này dưới 80 kg. Bởi con này tay đồ đẹp lắm. Con này mấy chị mặc cái quần tay cũng đẹp, mặc cái jean đen cũng đẹp. 7 màu phun đá. Chốt giùm em 7 màu phun đá nha. Em lên cho mấy chị một con mã rêu. Một con mã rêu có hình con cọp nè. Chốt giùm em mã rêu 60 đến 73, 74 ký mã rêu hình con cọp. Em lên cho mấy chị một con khót. Mua cho mẹ cũng được, mua cho mấy chị cũng được. 60 đến 80 ký. Chốt giùm em mã khoác hoa. Mã khoác hoa nha mấy chị nè. Con này vải mới đẹp nè mấy chị. Con này vải đẹp kinh. Con này vải đẹp dữ dằn lắm. 180.000 chốt giùm em mã độc. Chốt giùm em mã loan xanh đá. Con này 60 đến 85 kg mã loan xanh đá. Nè mã này là hôm qua chị nào lấy đầu lai, chị Thảo Trần lấy đầu lai xong rồi bao nhiêu người hỏi nè. Chốt giùm em mã cam viền trắng, đẹp không? Ôi xuất sắc luôn. Cam viền trắng mấy chị thấy phân dập không? Cam viền trắng 180. Cam viền trắng 180. Lên cho mấy chị một con công sở. Đẹp ha. Họ con công sở mà ở trước cổ tim phun đá nữa. Chốt giùm em mã công sở 60 đến 73, 74 ký mã công sở. Mã công sở 60 đến 73, 74 ký. Em lên cho mấy chị một con viền vàng. Một con viền vàng vải mềm cổ tim tay viền. Con này xinh lắm. Con này khi mấy chị mặc lên với quần jean nó nhìn em nói nhìn phong cách lắm. Nhiêu tiền nha? 328. Đây có tiền túi không? Nhiều. Nhiêu em? 338. 338, 341, cho 35, 350 đi. Cho bạn nó 350. Anh Tư cho em mượn 350. Trời ơi, móc mấy chục ghê thiệt chứ. Chém thiệt á Ti. Tao chém mày quá trời chém luôn á. Dạ cam viền trắng của chị Nguyễn Linh. Dạ cam viền trắng định để dành là chị Linh.
Rồi cam viền trắng của chị Nguyễn Linh có địa chỉ số điện thoại rồi 108 con. Nè. Trời ơi mấy cái mã này size lớn mà nó đẹp. Size lớn mà nó đẹp lắm luôn nha mấy chị, 90 nè, 85 đến 100 kg là đã lắm. Mấy con này mấy chị mặc lên nhìn nó hay lắm, nó là lưới nè. Nó là lưới á mấy chị ạ, nó là lưới. Ha. Rồi chị nào chốt lưới đen, chốt giùm em lưới đen. Lưới đen 180.000 đồng giá nha, lưới đen. Đây là to con tối hôm qua em giấu nè, bao nhiêu người comment lên nè. Nè con áo khoác nè. Tối hôm qua em giấu và bao nhiêu người comment lên con này nè. Rồi chốt giùm em mã áo khoác đen, trái tim đẹp không? Ở trước cũng có trái tim nè, mà tay viền trắng 60 đến 83 kg. Con này em có giấu một con nè mấy chị. Từ từ mở xỉu á. Trời ơi con này là siêu phẩm nè. Con này dùng từ là siêu phẩm nha mấy chị. Siêu phẩm ha. Siêu phẩm áo khoác đen trái tim của Nguyễn Trang Trang nè, bữa giờ mới gặp chị Trang. Dạ 180 của chị Nguyễn Trang Trang rồi giáp. Nguyễn Trang Trang 180. Dạ khách lấy rồi chị Trần Nghè ơi. Chị Trần Nghè chọn mẫu khác giùm em nha. Hồi nãy em có một con màu cam đất gấu, thì đây là màu xanh lá gấu. Trời ơi con này mà cho mấy đứa nhỏ, con này chị Trang cho con bé mặc quần sọt đẹp lắm luôn. Rồi chốt giùm em mã gấu lưới. Mã gấu lưới mấy chị ơi, mã gấu lưới. Em lên nha mấy chị một con mã công sở nè. Mã công sở này hôm qua khách cũng lấy hết. Mã công sở xanh ngọc phối bi. Lên mông ca ghi hết nha. Hồng á. Hồng treo á. Đây nè. Rồi chốt cho em mã công sở. Con này 60 đến 80 kg vừa nè. Mã công sở xanh ngọc phối bi. Mã công sở xanh ngọc phối bi. Chị nào chốt mã công sở xanh ngọc phối bi chốt giùm em. Mã này tối hôm qua cũng dành lộn. Mã lưới trắng đen tối hôm qua cũng dành lộn nè mấy chị. Lưới trắng đen 60 đến 80 kg lưới trắng đen. Chị nào chốt lưới trắng đen chốt lên giúp giùm em lưới trắng đen. Con này tối hôm qua giờ mình chưa thấy, đẹp không? Ôi ôi. Xuất sắc không chị Trinh Võ ơi. Chốt giùm em là xanh coban phối trắng. Ôi đẹp quá. 60 đến 82 kg xanh coban phối trắng. Xanh ngọc công sở của Nguyễn Phương Thảo. Xanh ngọc công sở của Nguyễn Phương Thảo nè 108. Nguyễn Phương Thảo 108. Rồi lên cho mấy chị một con đen. Một ở lọt lên cho mấy chị một con đỏ. Hôm qua có hai con này khách lấy luôn nhưng mà màu khác ha. Màu khác chốt giùm em đỏ. Chốt giùm em đẹp không? Chốt giùm em đỏ viền đen nè. Đỏ phối đen kèm với cái tay nè. Trời ơi cái combo này vô là hơi bị đẹp nha mấy chị. Chốt giùm em đỏ phối đen. Xanh coban của Trinh Võ. Con này đẹp quá chị Trinh ơi. Đẹp quá trời luôn. Em lên nha mấy chị một mã. Em lên cho mấy chị một mã hoa. Một mã hoa loan. Đẹp ha. Nhưng mà con này nó không phải lên, nó là cái chất gì đó nó đã lắm mà nó mát lắm. Chốt giùm em là mã hồng loan 60 đến 80 kg mã hồng loan. Chị nào chốt mã hồng loan chốt giùm em mã hồng loan nha mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã lưới lớn nè. Mã lưới lớn. Dạ lưới này là 85 đến 100 kg nha mấy chị, lưới lớn 85 đến 100 kg. Chốt giùm em 85 đến 100 kg mã lưới này. Lưới gì ta? Lưới kem xám nha, lưới kem xám. Hồng loan của chị Trinh Võ nè. 108 hồng loan của chị Trinh Võ. Em lên cho mấy chị một mã công sở trắng. Mấy chị có cái len nè. Mấy chị có cái len của công sở trắng nè. Nó đẹp bà cố luôn nhưng mà nó size bé mấy chị. Size này là size khoảng cỡ 60-65kg. Size này size bé nha mấy chị. Size này size bé, chị nào chốt size này chốt giùm em nè. Em lên cho mấy chị một con áo đá nè. Nó giống như thun giấy đó mấy chị. Đẹp không? Nó in Chanel ha. Con này mặc hàng ngày sướng lắm. Cái con này nè, con thun giấy này nè. 60 đến 82, 85 kg chốt giùm em thun giấy đá. Thun giấy đá Chanel. Thun giấy đá full Chanel, full đá hết nha mấy chị, full hết. Em lên cho mấy chị một con mã xám nè. Trời ơi con này là em năn nỉ và em yêu cầu mấy chị nên lấy nè. Thiệt luôn á. Con này là năn nỉ và yêu cầu mấy chị nên lấy nè. Chốt giùm em con mã xám cổ tiên 60 đến 80 kg mã xám cổ tiên. Nè, lên cho mấy chị một mã công sở nè. Lên cho mấy chị một mã công sở nè. Xuất sắc chưa? Ôi, 60 đến 75 kg caro đen nè. Trời ơi là trời. Nè, coi nè, coi đã không? 60 đến, nói chung là 80 kg được nha chị Trinh. Cái này em vừa nha chị Trinh ơi. 60 đến 80 kg caro đen. Caro đen 60 đến 80 kg. Đây đây là con mã dành lộn nè. Mã dành lộn nè. Mấy chị coi cái gân này nè, đi kiếm không có đâu.
chị coi nó phối màu nè, là cổ tim nè. Con này chị Trang, chị Nguyễn Trang Trang mặc đi. Vải em nói chữ vải lên mà đỉnh lắm, 10 điểm luôn. Rồi chốt giúp giùm em là mã xanh viền trắng. À, caro đen của chị Anh Kiều. Lâu lắm rồi mới gặp chị Anh Kiều lại ha. Rồi chị Anh Kiều Vĩnh Long nè, caro đen khách lấy rồi chị ơi. Caro đen khách lấy rồi, đưa mã này xuống nè. Con lên nhú. Ủa, in rồi mà ta. In đây, con lên đây. Tây tây đưa nước uống miếng này. Nè. Dễ thương lắm á chị. Nước chị Ly nè. Lê cấm không hút sẵn ở đây à. Anh Kiều 180 nè. Dạ. Mã 8 anh Tư. Nhưng mà cái dây này cột liền đó. Cột sao? Mã 8 cổ tim phải không chị? Ừ. Mã 8 cổ tim này đúng không chị? Mã 8 ngồi anh Tư lấy giùm em cái con. Con đem về. À đúng rồi. À xem áo xám. Mã 8 của chị Minh Bình. Mã này em có nhiều màu lắm. Mã này em có nhiều màu lắm. Ti ti xuống như cái đống như kia hồi nãy cũng có mấy con mã này nè. Mã xám này vải đẹp lắm nha chị Minh Bình. Rồi Minh Bình 180 mới in đó con. Minh Bình trầm nè, có mã vàng nữa nè chị. Có đây. Có mã vàng nữa nè. Trời ơi mấy con này mấy chị mặc dưới quần rinh đẹp lắm. Nó ra cái form thể thao mà nhìn rất là chất nha mấy chị. Cái con mã vàng này nè. Chị Anh Kiều lấy được mã vàng không? Không lấy mã vàng thì tí xíu em kiếm mã khác. Có nhiều mã lắm. Mã đen, mã xám, mã kem rồi tầm lum á. Em lên cho mấy chị. Đù mà em kéo cái gì nó kêu cái bạc vậy. Kéo ngu. Kéo ngu. Kéo ngu bán cho 100.000. Đù mà chúng con áo đẹp luôn. Về lấy kim móc lên cho em nha. Có con kéo ngu. Dạ 60 đến 85 ký chốt giùm em. Trời ơi đủ má chúng mã đẹp nữa chứ. Cổ tim caro sọc đỏ. Cổ tim sọc đỏ kéo ngu rớt 80. Rồi 100.000 mà sọc đỏ. Chị nào chốt sọc đỏ chốt lên giùm em. Đây là sọc đỏ 180 nè, không biết bị kéo nè đó. Sọc đỏ đây sọc đỏ khôn nè. Đó còn cái kia sọc đỏ bị ngu nha. Con này ẩm ẩm để ra là chút treo lên. Để bỏ ra đó chút treo lên con. Rồi lên tiếp cho mấy chị con hồng ruốc. Lên tiếp cho mấy chị con hồng ruốc. Hồng ruốc size nhỏ thôi nha. Hồng ruốc này 50 đến 55, 60 kg thôi. Hồng ruốc này size nhỏ. Hồng ruốc size nhỏ mấy chị có mua cho ai thì báo em bán cho vài chục. Sọc đỏ ngu. Sọc đỏ ngu. Có cái tên bình luận sọc đỏ ngu nữa. Sọc đỏ ngu 100.000. Lên cho mấy chị con caro nè. Lên cho mấy chị con sọc đỏ ngu. Lên cho mấy chị một con công sở caro hôm qua khách lấy hết rồi. Khánh Ngọc 100.000. Nè caro này mấy chị xinh không? Giờ 60 đến 80 kg caro cam đất đẹp lắm. Con này xinh lắm mấy chị ơi. Caro cam đất chị nào chơi gì vậy? Thôi khỏi em. Con nói dễ thương hơn con nãy con nãy xấu quá. Con nói được đó chị. Lên cho mấy chị một con áo cho ngôi sao nè. Trời ơi làm ơn làm phước hốt với con này mặc ra mấy chị. Con này đẹp lắm luôn, nó đẹp từ cái len tới cái form tới cái màu luôn. Chốt giùm em là ngôi sao. Nè làm ơn hốt con này nè mấy chị. Làm ơn hốt với con lưới đen trắng nè. 60 đến 80 kg lưới đen trắng hơi bị đẹp. Rồi chị nào chốt lưới đen trắng, chốt giùm em lưới đen trắng nha mấy chị nha. Em có con khót này bán cho mấy chị với giá 100.000. Khót này 60 đến khoảng cỡ 75 kg khót đỏ. Len đẹp lắm nha mà tại nó trùng nhiều quá. Rồi bán cho mấy chị 100.000 chốt giùm em khót đỏ. Con này hôm qua cũng đẹp nè. Con này hôm qua khách chốt nè. Mấy chị coi giúp em nè. Trời ơi ren đỉnh lắm mấy chị. Ren này mà đi ra tiệm một phát là chết ngắt chết ngư. À, ấy đồ cho Hùng ti xếp cái bao vô. Rồi bà bỏ vô điếm cho Hùng đi. Điếm ghi số lượng rồi chụp gửi qua Zalo giùm chị đi. Có ở đây trễ luôn hả chị? Ờ trễ đi, nó bị ấy hết rồi. Bà bộ con màu đen. Được chị, được. Hai con đều đẹp. Con này không phải. Tọc đỏ ngu. Đó, đưa ra kia ngồi xếp, đưa cho anh Hùng gì ra sửa. Tối qua chụp hình xong đâu dám đăng. Thứ nhất không có túi. Thứ hai Hùng có cầm máy Zalo đó không? Chụp xong rồi đâu dám đăng gì đâu.
táo hồng vô coi đi không. Đó là mình đứng mình thấy đó, thấy cổ không? Không, không phải, không phải, hôm qua lấy con đen bán rồi chưa có lấy vô. Con đen bé đúng không? Rồi giờ đếm từng cái. Trời ơi. Rồi, rồi đếm cho em cái bộ sắn ngực mà 4 màu đó anh Tư à, 4-5 màu á. Bộ đó đâu anh Tư đếm cho em luôn, chụp lại bà báo qua Zalo cho tao hết IT số lượng gửi cho anh Hùng về cho anh Trang đấy. Xử lý. Em lên cho mấy chị mã này nè. Lên hàng gì không? Nè. Nhưng mà cái con này cái tay với cái form nó đẹp lắm mấy chị, 180.000 chốt giùm em mã đỏ đá ren. Mã này 60-83-84 kg đỏ đá ren. Con này nè. Con này là sọc vàng khuyết nách nè. Sọc vàng khuyết nách 60-90 kg vừa nha. 180 sọc vàng khuyết nách. Đó là bè bèo đá bự quê. Đúng rồi, đem ra đi cho anh Tì nó đếm nè. Hùng chờ chút, lấy ghế ngồi chờ chút không. Với là cái bộ sắn ngực hồi bữa ra là mấy màu, 4 màu, 4-5 màu nhớ không Tư? Rồi em lên cho mấy chị một cái mã lông cong nè. Mình lên cho mấy chị một cái mã lông cong xanh ngọc. Mã lông cong xanh ngọc 60-75 kg lông cong xanh ngọc. Tay ren nha, tay này là tay công sở nha mấy chị nha. Tay này là tay công sở. Em lên cho mấy chị một con mã hồng, mấy chị coi lên mã hồng nè. Lên mã hồng bao đẹp luôn. Lên mã hồng bao đẹp luôn. Làm như bị cản trở. Cái mã nào định hình trong đầu là bắt đầu mã đó chạy bay là mã đó hư rồi. Thiệt. Hồi bữa trước chạy bay cái mã đâm tầng này nè. Mã đâm tầng treo mannequin này nè. Tối đó chạy bay coi như là 30 mấy con người đặt á. Xong kêu Trang may thêm. Nó may sao cái đợt đợt nè, may hư hoài. Đúng rồi đó. Ra đếm luôn em. Tùy đếm luôn rồi tùy. Giờ ra đếm phụ cho nó chứ giờ nó đang làm ba bao kia mà. Đổ ra cho chị Tư đếm phụ cho. Em đếm phụ cho. Đếm phụ với mẹ đó đi chị. Rồi ghi bút lông ra chụp qua Zalo. Rồi chốt giùm em là mã áo nè. Chốt giùm em mã áo này 60-90 kg mà sọc vàng. Chị nào chốt sọc vàng chốt lên giúp giùm em sọc vàng nha, 60-90 kg sọc vàng. Em lên cho mấy chị mã xanh nhớt. Mã xanh nhớt cổ tim. Mã này đẹp nè. Mã này 60-80 kg xanh nhớt cổ tim. Lựa giày cho em 41K3 phân. Giày đó không cỡ nhiêu đây à. Mà để xù mà nó. Gì vậy? Kéo băng keo vì số lượng ngoài luôn. Rồi em lên cho mấy chị một con sọc đỏ. Sọc đỏ lông vũ ha. Sọc đỏ lông vũ 60-80 kg sọc đỏ lông vũ. Chị nào chốt sọc đỏ lông vũ chốt lên giúp em. Hồi nãy em có đưa lên là một con áo đỏ đô thì đây là nó là con áo đen nè. Nó là con áo đen nè mấy chị. Mấy chị cho coi cái phân của nó đẹp lắm. Cái phân với lại cái vải nó đẹp cực kỳ. Chốt giùm em là đen lưới ha. Chốt giúp giùm em đen lưới. Alo mấy chị còn coi livestream không vậy? Mấy chị ơi. Cho em cái chấm lên động lực nha, đen lưới. Vậy nào chốt đen lưới chốt lên giúp giùm em. Ủa sao không bỏ bao nào ra bao đó, số lượng màu gì ra màu đó mày. Nói từ nãy giờ rồi mà kêu mỗi bao ghi cái số lượng lên bao để biết chụp hình lại gửi qua Zalo rồi mà. Xanh nhớ của ai con? Y tá Lê. Con in được không? Con này cổ tim đẹp lắm. Từ nãy giờ rồi mà. Màu đen nó có màu màu. Nè có nè chị. Màu đen này nó có màu đỏ. Nãy giờ em đưa lên cho mấy chị coi màu đỏ nè. Màu đỏ này chị mặc đẹp lắm chị nghe. Nè màu đen lưới nó có màu đỏ nè. Màu đỏ với màu đen đều đẹp hết đó chị nè. Màu đỏ nè. Đỏ lưới nè của chị nghe vừa nghe. À, chị nào chốt mẫu đó thì chốt giùm em nha, đen lưới hoặc đỏ lưới. Đây, mã này hôm qua tôi giấu con xanh lá cây mà cuối cùng chị hốt của tôi giờ nó lộ lên con màu vàng nè. Đẹp không? Chốt giùm em vàng lưới nhưng mà con này khoảng cỡ dưới 77-78 kg thôi nha. Vàng lưới đẹp ha. Chị nào chốt vàng lưới chốt lên giúp giùm em vàng lưới.
Chút nữa chị lừa tối chị gửi cho Ni. Chút chị lừa chị chụp báo qua cho tối, tối chị gửi cho để chọt vào chào Ni nè. Chút nữa lừa, chút nữa lừa coi thử mẫu nào còn size 41 lừa chút gửi cho. Vàng lưới của chị Chi Hồi, Chi Hồi Phú Yên. Ừ, Chi Hồi Phú Yên. Đào đơn đi con. Vàng lưới đâu rồi? Vàng lưới của chị Chi Hồi Phú Yên nè. Chi Hồi 180. Con này là khót nhỏ. Con này size 60kg. Con này 60 đến 75kg. Con này đẹp lắm. Con này em mặc cũng vừa nha. Con này 60 đến 80kg. Chớ giùm em là áo khoác len sọc. Chớ giùm em là khoác nha. Khoác sọc vàng. Khoác sọc vàng. Chị nào chốt khoác sọc vàng chốt lên giúp giùm em khoác sọc vàng. Con này 60 đến 72kg này chị Trang. Chốt giùm em sọc vàng 3 nút. Sọc vàng 3 nút 60 đến 72 73kg sọc vàng 3 nút. Sọc vàng 3 nút. Caro đen hồi nãy ai chốt là kéo lên coi thử caro đen nãy ai lấy nè. Caro đen. Caro đen hồi nãy chị Anh Kiều lấy và chị Minh Bình lấy. Chị Minh Bình lấy ơi, chị Minh Bình có lấy con caro đen nữa không? Chụp qua Zalo số lượng vô tay. Chụp qua Zalo số lượng chứ không dắt cái quên nữa. Nên chụp hai cái rồi. Caro đen. Chị nào chốt caro đen chốt giùm em caro đen nha. Chốt em áo khoác sọc vàng của chị Trang. Dạ ok chị Trang nè. Chị Trang con nót chị Trang à, từ từ trước khi in con nót cái đây. Nè bút mới chào con vô bay được không? Rồi đổ bút nót cho. Dạ ok chị. Hồ Chí Minh 547. Hồ Chí Minh 547. Rồi Trang Nguyễn. Rồi mới in ca. Minh Bình ơi có lấy caro đen không thì báo cho Minh Bình ơi. Cái con này nè. Mấy chị thấy nó rối ha. Nhưng mà con Mary 9 mét này là mặc lên là bao đẹp luôn. Tại vì con này cách đây mấy năm, 2 năm là em đã có một con rồi. Chốt giùm em là áo Mary 9 mét ha. Con này 60 đến 82 kg. 60 đến 82 kg. Em lên cho mấy chị một con lưới vân xanh. Gì con? Ủa chưa đưa con hả? 180 của chị Trang Nguyên. Đây nè mấy chị. Vân xanh. Vân xanh mà lưới đẹp không mấy chị? Vân xanh lưới cực kỳ đẹp luôn. Vân xanh lưới cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Vân xanh lưới đẹp lắm. Chị nào chốt vân xanh chốt giùm em. Vân xanh size nhỏ thôi nha. 60 đến 70kg vân xanh. Chị nào chốt con xanh 60 đến 70kg chốt giùm em. Hôm qua có mấy con áo lưới size của chị Ngọc Dưỡng đẹp quá trời luôn. Size của chị Ngọc Dưỡng đẹp quá trời đẹp luôn. Nè, hồi nãy một con mã xám chị Bình Minh lấy nó còn mã vàng là 60 đến 85kg nè. Mã vàng thể thao. Chị nào chốt mã vàng thể thao chốt lên giúp giùm em mã vàng thể thao nha. Đây, chen 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 chen. Ủa chị không mặc áo này mà chị thương lắm rồi. Tay lắm. Con Lê ơi, mua cái gì đây để gửi đồ trả. Em lên cho mấy chị một con nơ xanh nè. Một con nơ xanh cổ tim 60 đến 75kg. Nơ xanh cổ tim 60 đến 75kg. Nơ xanh cổ tim. Chị nào chốt nơ xanh cổ tim chốt giùm em nơ xanh cổ tim nha. Nơ xanh cổ tim. Cái đó cái bộ sắn ngực là vô một bao luôn á. Chỉ có đầm là ba mẫu là ba size thôi, sắn ngực vô một bao hết đây. Ờ, sắn ngực tính hết bỏ vô một bao. Cái đầm thì để riêng. Rồi lên nha mấy chị một mã lưới nè, lưới hồng. Chớ giùm em lưới hồng nha mấy chị, lưới hồng. Lưới hồng 60 đến 70 kg lưới hồng. Chị nào chốt lưới hồng chốt lên giúp giùm em lưới hồng đây mã hàng độc nè. Mấy mã này là mấy chị không mặc là em để dành hết trơn luôn á nè. Đi kiếm cái con này không bao giờ có. Xanh lá cây cổ viền trắng nè. 60 đến 85kg vừa. Xanh lá cây cổ viền trắng. Cái con này nên lấy nè. Xanh lá cây cổ viền trắng. Xanh lá cây cổ viền trắng. Con đó là con hàng độc á. Lá cây cổ viền trắng. Con này là áo ngôi sao nha mấy chị. Áo ngôi sao. À, có quần mặt đầm chưa xanh lá cây cổ viền trắng của chị Trang Nguyễn nè. Trang Nguyễn nè. 180 của chị Trang Nguyễn nè. Trang
Nguyễn 108. Dạ, xanh lá cây của viên trắng của chị Nguyễn ngon mà. Dạ, đợi chị Ngân đợi em tí xíu nha. Đó, con nói nãy giờ là đẹp nhất luôn ha, mày thấy. Chị thấy em bóp một phát là dính ngắt không? Dính liền. Xanh lá cây, đợi chị Ngân đợi chút xíu nha. Tại biết sao không phải nói cho em sợ lộn nhiều Ngân lắm. Chị Ngân này khách à, chị Ngân này khách mới. Chị Ngân vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Chị Ngân khách mới nè. Nói chữ mới vô để in hàng ra cái. Rồi Nguyễn Ngân mới nè. Rồi chị Nguyễn Ngân 108 nè. Trời ơi con này mềm lắm, độ co giãn là bao đỉnh đỉnh luôn. Nguyễn Ngân 108. Nguyễn Ngân 108 xanh lá cây viền nè. Rồi lên cho mấy chị mã hoa nè. Lên cho mấy chị một mã hoa đá đẹp ha. Rồi mã hoa đá 60 đến 80 kg mã hoa đá. Chị nào chốt mã hoa đá chốt lên giúp giùm em mã hoa đá. Mã hoa đá nha. Rồi lên cho mấy chị một con khóc trắng nè. Trời ơi 108 mông kari chứ mà em nói mấy chị nó nhẹ nhàng nó đã lắm. Đây là gu của em nè. Chốt giùm em khóc trắng 60 đến 80 kg. Lên hàng phi hàng mới. Giờ lên hàng mới á chị. Em nhà em bán hàng mới nha. Nhà em hồi xưa có bán túi sách với giày hàng si, nhưng mà đợt này á cho nên nó trà trộn cái hàng Quảng Châu vô, nó tính mình giá trên trời vô dưới cho nên em không có lấy. Đó. Em coi đầm beo phía sau. Đầm da trăng á hả chị Phương Trinh Lê? Dạ có nha chị. Phương Trinh Lê 65 kg vào lấy giùm em cái đầm da trăng này. Đầm da trăng 260 đẹp lắm, chị Ngân vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Nè. Trời ơi, cái con mã khốt xéo xéo dễ thương không mấy chị? Mã khót mà còn xíu xíu mà còn cách điệu nữa chứ. Rồi chốt giùm em mã khót cà phê sữa 60 đến 70 kg. Con đầm da trăng này em nói chị nó dịu dàng, nó qua lá cành lắm. Nó dịu dàng mà nó sang chảnh lắm mấy chị. À con này có size 60 đến 100 kg. Tây o đọc tây 60 đến 100 kg đọc size kìa. 60 đến 70 kg là một size. 70 đến 80 kg một size. 80 đến 90 kg một size. Và 90 đến 100 kg một size. À mã đầm nâu bên này mã Việt Nam xuất khẩu hả? Mã Việt Nam xuất khẩu này. Mã này là chị nào mà ngực bự là mặc đẹp lắm. Trời ơi cái vải nó đỉnh lắm chị ơi. Cái vải nó bao đỉnh bao chớp luôn á. Cái vải nó đã đời lắm. Mẫu đầm này em có size từ 60 đến khoảng cỡ 95 kg ha. Mẫu đó là hàng Việt Nam xuất khẩu. Mẫu đó hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Rồi em lên cho mấy chị một con áo hoa đỏ. Đã không? Dạ 60 đến 72 kg áo hoa đỏ. 60 đến 72 kg áo hoa đỏ nha mấy cô. 60 đến 72 kg áo hoa đỏ. Biết sao mà may đồ mà cứ để vậy hoài luôn. Có một cái chuyện quá trời đơn giản là đầm là phải may túi. Mà coi như lọt nào cũng bị á. Mà nhà thiết kế mà vô nói nè. Em nghĩ là đầm tiệc cho nên em không may túi. Đầm tiệc càng phải may túi chứ nói chuyện sao vậy ông? Nói chuyện sao ngày nào hàng hóa cũng bị á. Em lấy mã nền trên này là xanh đen nha. 60 đến 88 kg. 60 đến 88 kg em mấy cô. 60 đến con này mà mấy chị mặc càng rộng nó càng đẹp nha. Con lưới xanh đen này nè, để qua một bên. Đó. Lưới xanh đen. Con này con YSL nè, con này em có màu YSL vàng và YSL đỏ. Trời ơi con này đẹp lắm nha, con này vải rất là đẹp, phơm áo rất là xinh. 60 đến 85 kg YSL đỏ và YSL vàng. 60 đến 85 kg YSL mấy cô. Nguyên ngày bán không sao, tới tối làm việc với con xưởng là bị stress. Bị stress nặng luôn. Cái con mã này nè, nãy giờ em chưa năn nỉ mấy chị lấy mã nào, mã này em năn nỉ nè. Nó đẹp từ cái chất len tới cái form luôn nè. Có cái vải ở dưới nè. Có cái form cánh dơi nè. 60 đến 82 kg, 83 kg trời ơi hốt con mã trắng. Mấy chị không hốt con mã trắng này lại yên để lại mặt. Em nói thiệt lòng luôn á chứ không phải giỡn, con YSL là vải cực đẹp. Con này tối qua dành lộn nè. Con này tối qua dành lộn nè quý vị. Con này tối hôm qua dành lộn chắc luôn. Lưới nè, lưới xanh nè. Mà ở trên này là nó có thêu hoa nè. Rồi chốt giùm em là lưới xanh ngọc. Hai lưới... chốt giùm em lưới xanh ngọc dưới 75 kg. Lưới xanh ngọc dưới 75 kg nha mấy chị. Dạ trắng này coi chị Maria Khánh Ngọc à, coi chị Phương Trinh Lê bị rộng nha. Dạ trắng này là coi chị Maria à, chị Phương Trinh Lê bị rộng, chị có lấy hay không? Nếu không lấy thì em để cho chị Maria Khánh Ngọc. Em sợ chị bị rộng nha. Sợ bị rộng là thật sự nha mấy chị. Dạ 108 đồng giá chị Vui Kim ơi. Xanh lưới dưới 75 kg. Tinh chưa? Ôi con này mà mặc vô sọt một phát em nói mấy chị mê mẩn luôn. Xanh lưới để bên. Chị nào chốt nè.
hổm giờ em thấy cái mã này là lưới đen thôi đúng không? Bữa nay nó có lưới hồng ruốc nè. Lưới hồng ruốc. Lưới hồng ruốc dưới 73 kg xinh không mấy chị? Lưới hồng ruốc dưới 73 kg nha mấy chị. Trời ơi mấy chị mà đụng vô con lưới này nó có cái bèo bèo lưới hồng ruốc luôn mấy chị, nhìn nó đã lắm luôn á, lưới hồng ruốc dưới 73 74 kg. Dưới 73 74 kg lưới hồng ruốc. Dạ xanh lưới của chị Trang Nhơn nè. Chị Trang Nhơn xanh lưới nè. Xanh lưới của chị, xanh lưới của chị Trang Nhơn. Trang Nhơn 180. Con này là xanh nhớt cánh dơi. Em tôi đi đón cái lên nè. Đi gieo hai cái bill của con à, đi đi. Rồi lên giúp giùm em xanh nhớt cổ tim mấy chị ơi. Xanh nhớt cổ tim, xanh nhớt cổ tim này nếu đẹp dưới 75 kg ha, đẹp ha, form đẹp chưa? Rồi xanh nhớt cổ tim mà lưới mềm lắm nha. Xanh nhớt cổ tim. Chị nào chốt xanh nhớt cổ tim chốt giùm em. Đây, lên mã đẹp nè, mã dành lộn nè. Dày đi em xanh bơ. Mã khoác xanh bơ 60 đến khoảng cỡ 70 kg. Trời ơi, chế nào xanh nhỏ. Xanh bơ 60 đến 70 kg nha mấy chị. Nè mấy chị coi nè, chế nào mà size nhỏ hút con này cho em. Xanh bơ, xanh bơ 60 đến 70 kg. Xuất sắc luôn mấy chị, xanh bơ. Chị nào chốt xanh bơ chốt lên giúp giùm em xanh bơ kèm số ký. Đây nè. Nè. Hôm qua là khách hút hàng con này nè, hút hết luôn. Lưới, lưới xanh lá cây. Lưới xanh lá cây size bé thôi nha. Lưới xanh lá cây size rất là bé. Đây mấy chị, lưới xanh lá cây size bé lắm, 60 đến 70 kg lưới xanh lá cây. 60 đến 70 kg lưới xanh lá cây. Đỉnh hoa đá. Lưới xanh lá cây. 60 đến 70 kg. Có ai nói chuyện với em cho em đỡ cô đơn không mấy chị? Chị anh Dương ở đây còn ở 72 kg hả? Chị cho em con lưới vàng, sao nó chạy vậy? Đây. Hồi nãy ai chốt lưới vàng mà bị trật đâu rồi? Ai chốt lưới vàng mà bị trật, lưới vàng cổ tim 60 đến 77 kg, ai chốt lưới vàng mà bị trật? 60 đến 77 kg nha mấy chị. Lưới vàng này ai chốt lưới vàng nè. Lưới vàng 60 đến 77 kg. Đây. Con này mã size lớn nè. Đây. Lưới vàng của chị Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hạnh Hà Nội nè. Bị thoát ra. Dạ lên hàng Quảng Châu á chị. Lên hàng Quảng Châu đó chị Ngân. Vô coi thử chị Ngân cho địa chỉ số điện thoại chưa vậy. Chị Ngân ơi vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Dạ một đọc, phút nữa đọc. Không có là em xả bill á. Tại bên nhà em không có chốt, kiểu như không có chốt mà. Cái kiểu giống như nhà em bán khách nào là bán khách nào là theo khách đó chị, cho nên là không có giống như không có chốt tự động, mà cũng không có chốt ảo, mà cũng không có bán rồi đứt đoạn, mà nhà em bán khách nào là theo khách đó. Cho nên chị vào chị cho em địa chỉ số điện thoại kèm chiều cao cân nặng ha. Lưới vàng của chị Nguyễn Thị Hạnh nè. Con này mà mấy chị không lấy là em để dành em mặc lưới vàng. Lưới vàng của chị Nguyễn Thị Hạnh. Em lên cho mấy chị một con hồng ruốc phối đen. Con này size 60 đến 70 kg thôi, hồng ruốc phối đen. Đây. Siêu phẩm chờ mấy chị nãy giờ nè. Mà mấy chị coi len của nó nè. 60 đến 82 kg len đỏ cổ tim. Len đỏ cổ tim con này mặc với thể thao đẹp lắm, con này mặc với jean đẹp lắm. Len đỏ, chốt giùm em len đỏ cổ tim. Em lên cho mấy chị một mã áo hoa phun đá nè. Trời ơi, cái mã này mấy chị mà mặc lên một phát em nói mấy chị nó sang. Nó sang bà cố nội luôn, tay nè. Mấy chị coi tay nè. Ở ngoài này có dính đá nè, đính nút nè. 60 đến 80 kg mã hoa nhiều. 60 đến 70 kg. Dạ chị đừng cho địa chỉ số điện thoại nữa, chị len đỏ của chị Nguyễn Thị Hạnh, tại chị Nguyễn Thị Hạnh có mua bên em rồi nha. Chị Nguyễn Thị Hạnh có mua bên em rồi cho nên chị đừng cho địa chỉ số điện thoại. Lấy con len đỏ em mới qua đây nè. Len đỏ của Nguyễn Thị Hạnh. Chị Hạnh ơi đừng cho địa chỉ số điện thoại nữa chị Hạnh. Chị Hạnh mua bill nhà em nhiều rồi đó. Nguyễn Thị Hạnh mua một bill hai, mua một bill rồi. Nhiều ghê. Chị Hạnh ơi mua rồi nha. Cho em chiều cao cân nặng thì được nha. Chị Hạnh mua rồi đừng có cho lên em ấy nữa. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại nữa. Chị Ngân ơi. Ủa ông chồng ta làm cái gì bển vậy? Coi ông nội. Chị Ngân ơi. Làm ơn vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Nha chị. Rồi em lên cho mấy chị một con sọc xanh nè. Bữa sau mua đừng có vô cho số điện thoại nữa chị. Chị Hạnh bữa sau vô mua là mẫu đó kèm số ký thôi. Còn giờ chị cho em lên chiều cao cân nặng em nốt luôn. Bữa sau vô mua khỏi cần nói. Em lên cho mấy chị một con sọc xanh mông kagi nè, con này đúng chất
len mông kagi luôn nè mấy chị. Con này đúng chất mông kagi luôn nha. Chốt cho em con. Mông kagi nha mấy chị. Sọc xanh này dưới 82 kg mấy chị, coi cái lưới ở dưới nó làm đẹp lắm. Sọc xanh dưới 82 kg ai chốt cho em sọc xanh nha mấy chị. Em lên nha mấy chị, một con mã tím, con này qua giờ chưa có nè. Mã tím 2 bông. Mã tím 2 bông 60 đến 75 kg đẹp. 60 đến 75 kg nha mấy chị, mã tím 2 bông. Mã tím 2 bông. Chị thích màu nào? Vải mát ha. Rồi chốt giùm em con áo đen đá. Áo đen đá 60 đến 75 kg áo đen đá chị. Nốt đi con. Rồi lên cho mấy chị một con mã rêu có một con mã rêu có cổ. Một con mã rêu có cổ 60 đến 80 kg mã rêu có cổ. 60 đến 80 kg mã rêu có cổ nha mấy chị ơi. Đây siêu phẩm đây, dít dắt đen. Dít dắt đen. Con này mà mấy chị mặc với lại quần sọt là em nói đê mê luôn, 60 đến 82 kg. 60 đến 82 kg dít dắt đen nha mấy chị. 60 đến 82 kg. Đây nè mấy chị, con này nãy chị ba em mặc quá trời đẹp luôn nè, full đá và tay vôn nhưng mà mỗi tội size nhỏ. Con này chị Nguyễn Thị Hạnh lấy được nè. Trời ơi đẹp quá, dưới 72 kg nha. Con này chị Hạnh lấy là mặc vô là hột xì dầu mà OB lắc luôn nha. Đó. Hột xì dầu mà OB lắc luôn. Dít dắt của chị Thanh Trần. Cầm tay đấy. Dít dắt đen của chị Thanh Trần. Trời ơi cái con phun đá này nó đã quá trời luôn. Con này mà lên hàng An Đông lấy sỉ phải 270-280. Trời ơi Nguyễn Thị Hạnh nè. Trời ơi có con đá đẹp quá. Rồi Nguyễn Thị Hạnh 180 nè con. Nguyễn Thị Hạnh 180. Rồi lên cho mấy chị một con mã đá hồng ruốc. Mã đá hồng ruốc 60 đến 80 kg mã đá hồng ruốc. Em nói thiệt với mấy chị nha. Mấy chị đợi đi em lên hàng em mặc thử con này với sọt cho mấy chị coi. Mary Chick Mert nè, lưới nè. Lưới Mary Chick Mert nè. 180.000 lưới Mary Chick Mert. Chị nào chốt giúp em nha. Mary Chick Mert nha mấy chị. Em lên cho mấy chị một con mã lưới trắng. Mã này là tối qua em bán nhiều kinh khủng. Em lấy cái màu nền trên cùng là em kêu mã lưới trắng 60 đến 88 kg. Lưới trắng 60 đến 88 kg nha mấy chị. Con này mặc với sọt đỉnh lắm. 60 đến 88 kg lưới trắng. Con này mặc với sọt là mấy chị đê mê luôn. Em lên cho mấy chị một con lưới trắng phối cổ hồng. Một lưới con trắng lưới cổ hồng. Phối cổ hồng 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg lưới trắng cổ hồng nha mấy chị. Lưới trắng cổ hồng 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg. Em lên cho mấy chị một con dít dắt xanh ngọc. Dít dắt xanh ngọc. Em lên cho mấy chị. Sao bỏ kéo gì ông? Cắt xong rồi mày bỏ ra, cắt xong bỏ đó chứ mày hỏi ai bỏ. Có mình mày cắt hàng rồi mày. Nó rớt á. Mày đừng thả mặt ngay thơ ti. Nó nằm nó rớt á. À, vô mấy rớt rồi. Dít dắt xanh nè mấy chị. Dít dắt xanh. Cho miếng nước uống cho có sắp chữ rồi ti. Chữ nữa. Nghĩ sao mà cái kéo để vậy á? Thì nó rớt. Nhà ông nào cũng nóng gì thấy mỗi cái điếm hàng không mà ông này nóng ông kia nóng không? Thiệt á chứ, thứ quỷ gì á. Lên trội nó mạnh quá mạnh. Ủa sao đứa nào uống nước vậy? Uống nước đi. Không. Không. Dít dắt xanh. Con này mới like rồi. Đây. Mã caro bò. Xanh ngọc em vừa không chị Thu Nguyễn. Xanh ngọc là con dít dắt xanh ngọc hả? À con dít dắt xanh ngọc hả chị Ngọc? Chị Ngọc phải đờ. Chị Ngọc là phải thì là dừa chị Ngọc. Con này 85 kg chị Ngọc dừa nha. Dít dắt xanh ngọc phải không chị? 180 của chị Thu Nguyễn. Nè lên cho mấy chị một mã công sở nè. Thu Nguyễn con. Dạ. Lên cho mấy chị một mã công sở nè. Xuất sắc chưa? 60 đến 80 kg chốt giùm em là mã công sở. À, chị Ngân chưa có địa chỉ số điện thoại nhé. Chưa có thì xả đi đừng xin nữa. Chưa có chút nữa anh qua anh xả bill kiếm tra bill chị Ngân xả đi. Đừng xin nữa. À, chốt giùm em mã nâu nè. Chốt giùm em mã nâu nè mấy chị. Mã nâu 60 đến 82 kg. Mã này thì khỏi nói đơn giản mà đẹp mà dễ mặc nhất. Mã nâu. Rồi lên kệ cái mã này tối hôm qua bán không còn một cái. Từ mã hồng ruốc tới mã xanh bơ. Nè. Lưới đẹp không? Chốt giùm em mã hồng ruốc 60 đến 80 kg mã hồng ruốc. Chị nào chốt hồng ruốc chốt giùm em hồng ruốc 60 đến 80 kg hồng ruốc lưới nha.
Dạ công sở của chị Nguyễn Dung. Công sở của chị Nguyễn Dung. Công sở 768. Công sở của chị Nguyễn Dung. Chị Nguyễn Dung ơi, em mới nhắn tin cho chị vào cho em xin địa chỉ số điện thoại công sở Caro phải không chị? Công sở 180. Công sở Caro của chị Dung đây. Mã này tối hôm qua người ta giang hồ gọi là mã xanh lá cây nè. Em lấy cái nền trên cùng em đọc màu cho mấy chị nha. Rồi chốt giùm em mã lưới xanh lá cây. Mã lưới xanh lá cây 60-88kg lưới xanh lá cây. 60-88kg. Mã lưới ngôi sao. Mã lưới ngôi sao 60-82kg. Mã lưới ngôi sao con 60-82kg. Con lưới này nó đẹp dữ dằn lắm. Lưới ngôi sao 60-82kg. Lưới ngôi sao. Em lên cho mấy chị một cái mã đỏ cổ có cổ nè. Đẹp ha. Mẹ đỏ. Mẹ đỏ cổ có cổ. 60-82kg. 60-82kg. Lên cho mấy chị một con áo cổ tim. Một con áo cổ tim trái tim 60-75kg. Chốt giùm em 60-75kg áo trái tim nha mấy chị. Đỏ đô trái tim. Em lên cho mấy chị một con mông kari 60-75kg mã vàng. Mã 6, vàng 3 nút. 60-75kg áo vàng nha mấy chị. Mã này chị Thu nên lấy nè chị Thu ơi. Chị Thu nên lấy mã này nè, cổ đẹp không? 60-88kg. 60-88kg. Chốt giùm em sọc đỏ trắng đen. Sọc đỏ trắng đen. Mã này đẹp nè chị Thu ơi. Lấy mặt cái gì? Không. Lên cho mấy chị một mã xanh lá cây. Lên cho mấy chị một mã xanh lá cây. Mã xanh lá cây này 60-78kg. 60-78kg. Em lên cho mấy chị một cái màu mã đầm thắm. Mã đây là mã đầm thắm nha mấy chị. Xanh đọt chuối 60-83kg. 60-83kg. Sọc đỏ trắng đen của chị Thanh Nguyễn. Rồi mấy con len này mặc nó cưng lắm. Cái cổ cũng đẹp nữa. Rồi Thanh Trần in này đó coi. Mã trắng size nhỏ xíu. Có chút béo em thương. Thanh Trần. Lên cho mấy chị một mã con cọp 60-75kg. Mã con cọp. Em lên nha mấy chị một mã trắng rất là đơn giản, mã trắng chữ M. Mã trắng chữ M 60-83kg. 60-83kg nha mấy chị. Trắng chữ M. Em lên cho mấy chị một mã lưới trắng. Trời ơi mấy con này mà em mà rảnh rảnh mà nhà không có hàng em thử một phát là chết ngắt, mà nhà em sao không có hàng được. Em bà nội cha hàng có chỗ để luôn. Rồi lên cho mấy chị mã con nai 60-82kg, mã con nai trái tim. 60-82kg. Mã con nai trái tim. Em lên cho mấy chị mã hồng. Mã hồng tay lưới mấy chị. Đây là tay lưới nha. Tay này lưới lưới nè mấy chị ha. Mã hồng tay lưới 60-83kg. 60-83kg mã hồng tay lưới nha mấy chị. Em lên cho mấy chị mã mã nâu đỏ. Mã nâu đỏ 60-80kg nè. Nâu đỏ 60-80kg. Chị Thanh lấy con này nè. Con này nó làm cái cổ chỗ này đẹp lắm nè chị. Chị Thanh 60-80kg. Sọc nâu đỏ. Sọc nâu đỏ 60-80kg. 60-80kg. Con này size lớn nè, size 90-100kg nè. 90-100kg con này nha mấy chị ơi. Lưới trắng đen. Lưới trắng đen 90-100kg. Em lên cho mấy chị một con áo chữ cờ. Áo chữ cờ 60-72kg, áo chữ cờ đẹp không mấy chị ha? 60-72kg áo chữ cờ nha mấy chị. Áo chữ cờ u cu á mấy chị. Cờ u cu. Ngờ u ngu. Ờ ia ia hỏi ỉa. Cái nào mà cũng đẹp hết trời. Tại vì lâu lâu nó có thằng lô mà chị lấy để dành năm sau năm kia năm kia mặc. Thiệt mà, cái lô này mấy tháng trời nó mới về ăn lượt mà đặt lâu lắm chị. Lần đặt một cái lô ngàn áo mà phải lựa size lớn, mấy chị thấy nãy giờ có dính con size nhỏ đâu. Hàng này ai đâu lựa biết size cho mấy chị. Hàng này đủ má về hơn xui muốn chết. Nói không dính size nhỏ chứ sao không dính. Mà phải chịu à, mà giờ ghiền lên dệt quá phải chịu à. Đáng lẽ những con này phải bán lên 200 nè, lên con giật lộn nè. Hàng này là hàng An Đông nè nha mấy chị. Hàng An Đông mà em lấy sỉ vô không 250, nói thiệt với mấy chị luôn, hàng này hàng An Đông nè. Đó mấy chị thấy đã không? Trời ơi, mặc cái tay vô phê luôn, 60-80kg mặc cái tay vô phê lòi. 60-80kg ăn mấy chị ơi. Đó, đó. Ngồi uống hút hút điếu thuốc nữa vô tao nói dúng không dúng không? Dúng. 60-80kg. Chết ngắt chết ngư chưa? Chết luôn. Trời ơi con này vải đẹp kinh, 82-83-84kg cũng vừa nha. Nè làm ơn chốt con này đi để riêng đó. Làm ơn chốt con này đi để riêng đó.
Con này mới mở nữa mà chị. Nè mấy chị coi nè, hồi nãy chị Thanh Trần chốt một con mã đen trắng đúng không? Con này cà phê sữa nè. Dạ con này cái cũ này mà mấy chị mặc lên mà không đẹp đi kiếm em. Ha. À, lưới trắng đen. Lưới trắng đen phơm lớn của Cherry Phương, con này Cherry Phương mặc á. Mặc vô làm sao ta đưa đây. Mặc vô kèm với sọt á, nó đỉnh lắm. May giày thể thao cũng đẹp nữa. Cherry Phương 108. Cà phê sữa của Đào Ngọc Bết in rồi đó con. Nó chưa ra ra. Rồi cà phê sữa của Đào Ngọc Bết. Rồi. Nó bị hụt xì dầu OB lắc luôn rồi. Nó đang chạy nè con. Con em thử cái nó ra. Ai à? Cherry Phương. Cherry Phương là cái Ti đang cầm. Xí bớt cái. Để im mới đi ghi Cherry Phương trước đi con. Cherry Phương 108. Ghi lại số 1 vào trước đi. Trời ơi toàn nhà già kẻ neo đơn không à. Rồi cà phê sữa của Đào Ngọc Bích nè. Rồi tại nhà toàn già kẻ neo đơn mày ghi vậy. Cà phê sữa khách lấy rồi chị Dung ơi. Trời ơi con này phải 85-88kg cũng vừa. Chị Hằng ơi, em nghĩ nếu mà con này chị Hằng lấy là chị Hằng cũng vừa đó chị Hằng. Tại vì con này bình thường không đã 85-88kg rồi mà em chưa kéo ra đó. Đẹp không chị? Con mã ăn đông. Lên cho mấy chị một con công sở mã caro nè. Caro gạch. Công sở mã caro gạch nha mấy chị ơi. Công sở caro gạch nè. Công sở caro gạch. Caro gạch công sở 60-80kg đẹp ha. 60-80kg. Công sở caro gạch. Trời ơi nói nghe nè. Cái mã này mà mấy chị không chốt mông cơ ghi nó uổng lắm luôn á. 60-80-82kg nè. Cái mã sọc đỏ nâu nè mấy chị. Mã sọc đỏ nâu nó đẹp muốn chết luôn. Nè lên cho mấy chị một mã dít dắt đỏ đô nè. Lên cho mấy chị một mã dít dắt đỏ nè. Ăn đông. Chốt giùm em 60-80kg dít dắt đỏ. Mã ăn đông của chị Nguyễn Phương Thảo nè. Nguyễn Phương Thảo mã ăn đông. Vải đẹp bà cố luôn chị Thảo. 180 nè. Nguyễn Phương Thảo 180.000. Mã em. Mã này tối qua nhiều người giành lộn nè. Mã này tối qua coi như là khách lấy nhiều cực kỳ nè. Mã rớt vai nè. Mã rớt vai sọc xanh bơ. Gì vậy con? Gì vậy? Tùy ra tính nữa thử nãy giờ. Đỏ sọc của chị Nguyễn Thị Hạnh nè. Tính thử bao nhiêu cái. Đỏ sọc của chị Nguyễn Thị Hạnh nè. Thôi đợi chút điểm luôn. Nguyễn Thị Hạnh 180. Em lên cho mấy chị đúng một phơm mông kagi. Nè. Đẹp ha. Tay nè mấy chị. Trời ơi mã công sở xanh ngọc. Mã này 60-70kg thôi. Mã công sở xanh xanh ngọc đi. Mã công sở xanh ngọc ha. Mã công sở xanh ngọc lên cho mã công sở dành lộn nè. Mã công sở bi. Mã công sở bi nè mấy chị. Ta nói lên một cái là ta nói muốn chi chập xỉu luôn á. Thiệt lên một cái là muốn chi chập xỉu. 60-82kg mã công sở bi. Ai chốt công sở bi chốt giùm em công sở bi nha mấy chị nha. Công sở bi. Rồi lên cho mấy chị. Ờ qua giờ không thấy con khó này nè. Lên cho mấy chị một con khót vàng đá 180. Khót vàng đá 180 nha mấy chị. 60-77kg. 60-77kg. Mã này ngày hôm qua giờ chưa thấy nè. Nha mã đây là mã áo chứ không phải mã cha với mã mẹ nha mấy chị. Caro xanh. Hôm qua giờ chưa thấy mã này thông báo gọn luôn. Caro xanh nha mấy chị. 60-80kg mã caro xanh. 60-80kg caro xanh. Áo khoác cho mẹ 60-75kg áo khoác cho mẹ. 60-75kg áo khoác cho mẹ. Lên cho mấy chị một con áo ngôi sao 60-82kg áo ngôi sao. 60-82kg áo ngôi sao. Em lên cho mấy chị một con mã ăn đông full đá. Mã này là đúng mã ăn đông nè. Mấy chị tin em đi, em là người lấy hàng ăn đông mấy năm trời rồi, thiệt lòng luôn á nè. Còn nay là em đi thẳng cho nên cái hàng giá nó mê một tí. 60-78kg con này quá đỉnh luôn nha. 60 đến. Áo chữ. Nó bị đứng, nó bị dập máy rồi mấy chị. 60-77-78kg áo đá chữ. Chốt giùm em đá chữ nha. Đừng chốt giùm em đá chanh rồi đánh cha nha mấy chị. Lên cho mấy chị một mã cổ nâu 70-88kg mã 70-88kg mã cổ nâu nha.
Lên cho mấy chị một mã mông kg lên vàng 60 đến 75 kg. 60 đến 75 kg lên vàng. Coi thử mấy chị có còn coi hay là chưa đi đi. 60 đến 75 kg. Nè nói đi nè, tập trung lựa đồ đi, đừng mở like tôi lên là nghe tôi nói chuyện rồi đi ngủ nha. Đừng có giống như là lời hát của mẹ nha mấy má. Tội nghiệp tôi. Nè con này em có ba màu nè, con này vải đỉnh lắm. Con này mấy chị chốt về mấy chị mới ghiền. Nó có YSL đen, YSL đỏ và YSL vàng. Đây. Nó có YSL đen, YSL đỏ và YSL vàng. Con này 60 đến 83, 84 kg. Con này chị Trang, chị Thu Nguyễn lấy cũng được nè ha. Nó có B màu nha mấy chị. Đen đỏ vàng nha mấy chị. YSL. Rồi lên cho mấy chị một con hồng ruốc. Lên cho mấy chị một con hồng ruốc lá vàng. YSL của chị Võ Thanh Thảo nè. Nó có màu đỏ với màu vàng nữa chị Thảo ha. Em lên cho mấy chị một con hồng ruốc. Một con hồng guốc 60 đến 80 kg hồng guốc. Ê mã độc nè mấy chị, mã độc lưới đỏ này đẹp không? Ôi trời cái lưới đẹp lắm luôn á. Cái lưới của con đỏ này em nói mấy chị đã lắm luôn á nè. Xuất sắc không? Rồi lưới đỏ 60 đến 80 kg lưới đỏ. 60 đến 80 kg lưới đỏ nha mấy chị ơi. Đây nè. Cổ tim vàng nè, 60 đến 85 kg cổ tim vàng. 60 đến 80 kg. Áo thể thao qua mấy chị, cổ tim vàng. 60 đến 80 kg cổ tim vàng. Chốt lên giúp giùm em một con áo 7 màu 60 đến 70 kg áo 7 màu. 7 màu dưới 70 kg nha mấy chị. Em lên nha mấy chị một con lưới đen 60 đến 70 kg, một con lưới đen đính đá. Lưới đen dưới 70 kg luôn mấy chị, lưới đen đính đá dưới 70 kg. Caro vàng, hồi nãy có caro xanh thì đây là caro vàng 60 đến 80 kg caro vàng mấy chị. 60 đến 80 kg rồi, lên cho mấy chị một con full đá nè. Full đá. Ôi xuất sắc không mấy chị, vải đẹp lắm, cái này là vải chứ không phải len. Rồi 60 đến 78 kg chốt giùm em con full đá. 60 đến 78 kg. Full đá. Full đá nha mấy chị ơi. Yeah. Tim vàng của Trang Nhơn. Đó, đúng rồi. Từ đây kìa. Rồi tim con này vải đẹp lắm chị Trang Nhơn. Con này vải đẹp lắm. Trang Nhơn tim vàng. Tim vàng một Trang Nhơn 108. Đen đá của chị Song Anh. Đen đá của chị Song Anh 108 đồng giá chị Thảo ơi. Song Anh 108. Em lên cho mấy chị một con mông kg xanh lá. Á à, một con len lưới xong lá gần. Con len lưới xanh lá 60 đến 88 kg, con này mặc sọt đỉnh lắm. Con này là mặc sọt bao đỉnh luôn nè. À. Không đen kia kìa, đen gì? Đen đá, ờ à, đây. Đen full đá hả chị Song Anh? Con đen full đá này hả chị? Ok là ô oh yeah. Nè, lên cho mấy chị một mã siêu phẩm 8 nè. Trời ơi, con này mặc lên một phát em nói vải giống như không mặc á. Nói thiệt mà vải như không mặc luôn. À, rồi chốt giùm em con mã xám 60 đến 80 kg mã xám. Trời ơi áo cho mẹ qua giờ mấy mã đẹp lắm luôn á chị Song Anh. Qua giờ chị Song Anh có coi full line không? Em lên cho mấy chị một con cá cổ đỏ đô. Một con cá cổ đỏ đô con bướm bướm. Đỏ đô cá cổ con bướm bướm em lên mẹ chồng mình lại. Em lên cho mấy chị một cái mã hồng đen. Rút đen mấy chị. Rút đen 60 đến 73 kg. 60 đến 73 kg nha mấy chị, rút đen. Năm thầm chiều. Em lên cho mấy chị một con vàng bò, mã này mấy chị mặc hàng ngày nó mê lắm nè. Vàng bò nha mấy chị. Vàng bò 60 đến 77 kg. 60 đến 77 kg vàng bò. Hồi nãy chị Trang Nhơn lấy con vàng thì đây nó có con xanh nè, nhưng mà con xanh này size nhỏ, 60 đến 75 kg. Xanh cổ tim 60 đến 75 kg. Em lên cho mấy chị mã trái tim ngục tư 60 đến 82 kg trái. 60 đến 82 kg trái tim nha mấy chị, 60 đến 82 kg. Rồi khui đồ tí ơi. Khui đồ. Dạ nó trùng. Khui đồ. Đây nè, cái con này tôi là vẫn là cái người đi cóc nè. Lưới gấu đẹp ha. Trời ơi con này mặc sọt mê lắm. 60 đến 80 kg lưới gấu nè. Em có con công sở đỏ nè chị Song Anh, chị Song Anh lấy con này đi. Trời ơi đẹp lắm chị Song Anh ơi. Đẹp lắm luôn á. Nó may nó phối cái gì? Nó phối vải phi bóng á chị. Nó phối đẹp lắm.
Rồi chốt giùm em con mã đỏ 60 đến 75 kg mã đỏ không sợ. Lưới gấu xanh xong anh. Lưới gấu xanh. Máy mới đốt bị chậm máy xài cho. Lưới gấu xanh của chị xong anh in đây con. Lên. Ôi mã đẹp, mã đẹp. Mã xong đẹp. Anh 180 ngàn. Lên. Cho con này trước hả? Lên. Mẹ anh Tư bị bắt cóc. Ủa mấy chị ơi, bị sót nè mấy chị. Bị sót nè, một con lưới xanh có cổ nè. Trời ơi xinh không? Trời ơi bị sót nè, lưới nè. Đẹp không? Rồi 60 đến 72 kg lưới xanh có cổ. Lưới xanh có cổ nha. Dạ, lưới xanh có cổ. Đây cái con lưới vàng tối hôm qua dành lộn rần rần nè. Lưới vàng có cổ nè. Ôi qua dành lộn mã này nè nha, lưới vàng có cổ 60 đến 76, 77 kg đẹp ha. Trời ơi, cái mã này mặc vô đó ngon ngào đến mấy cũng tan thanh mây bay. Ghê lắm. Nè con mã trắng hồi nãy một nùi người dành lộn đâu rồi? Mã trắng đâu rồi? Trắng. Hồi nãy mã trắng này ai lấy nè? Mã trắng Maria Khánh Ngọc. Mã trắng của chị Oanh Dương nè. Anh Dương mã trắng nè. Đó gì in rồi đó, mã trắng. Mã trắng. Anh Dương 180. Lưới vàng của chị Song Anh. Con này đẹp quá trời. Con này cái màu không cũng ngọt ngào nữa. Lưới vàng còn không chị? Song Anh 180. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Hồi nãy là chị Song Anh lấy con xanh lá cây gấu. Thì đây nó có cà phê gấu nè. Trời ơi ngọt ngào không. Trời ơi mấy con này mặc mát lắm mấy chị. Mấy con này mấy chị mặc mát lắm mà mặc với chân váy quần cũng đẹp, mặc với sọt cũng đẹp, đẹp lắm. Cà phê sữa gấu. Cà phê sữa gấu hiện giờ em có hai con nha. Con này dưới 83-84 kg cũng vừa nè. À, nó có nhiều size á mấy chị. Ê, cà phê sữa gấu em có tới 3 con lận nha. Cà phê sữa gấu có tới 3 con lận mấy chị ơi. Cà phê sữa gấu của chị Trang Nhơn nè, để em kiếm size cho chị Trang nha. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây bay. Rồi Trang Nhơn nè. Trang Nhơn 180. Trời ơi con cà phê sữa gấu xinh quá à. Em lên cho mấy chị hàng này mã ăn đông nè. Mã này mã ăn đông. Em lên cho mấy chị một cái mã áo khoác 60 đến 82, 83 kg đẹp không. Trời ơi màu đẹp ha. Màu đẹp mà túi full đá nữa. Đá màu đẹp còn túi full đá nữa chứ. Trời ơi là trời. Tôi đến sân ga tôi tiếp người em đi về trời đây. Em lên cho mấy chị một con lưới hồng 60 đến 73 74 kg lưới hồng. 60 đến 73 74 kg lưới hồng. Em lên cho mấy chị một cái mã nãy chị Tư em nói mã này đẹp nè yên. Đây. Đây mã đẹp mã công sở mấy chị lấy rộng. Dạ đúng rồi, ba con nó một size em mới kiểm tra chị. Mã đây là mã mấy chị coi áo này nè. Mấy chị coi áo này nè, nó giống như một con áo khoác ở ngoài vậy đó. Nó giống như một con áo khoác bên ngoài. Nè mấy chị thấy ở trong nó là sơ mi. Nè chị Song Anh đẹp không? Đẹp không chị Song Anh? Cột là cái nơ ha, coi ở sau nè. Trời ơi, bà nội cha con này đẹp quá à. 60 đến 75 kg chốt giùm em là áo cặp. Đẹp ha. Áo cặp nè mấy chị, con này hàng hiếm nè nha. Con mã áo cặp này hàng hiếm nè. Lên cho mấy chị một mã xanh rêu đá hoa. Mã xanh rêu đá hoa 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg mã xanh rêu đá hoa. À, áo cặp của chị Ngọc Diễm 108 nè. Ngọc Diễm 108 nè con. Lên cho mấy chị một mã lưới ba màu tối qua dành lộn. Ở dưới là lưới bắt cá, ở trên là lưới bắt tôm, tại hai cái lưới này nó khác nhau. À. Rồi 60 đến 80 kg chốt giùm em sọc hồng xám. Sọc hồng xám nha. Sọc hồng xám mấy chị. Chốt giùm em sọc hồng xám. Em lên cho mấy chị. Gì vậy? Bơm hả? Để em coi thử anh. Ai cho kiểm tra hàng vậy ta?
Để cục này trên lầu đi cho anh tối tụi nó xử lý. Mã chốt giùm em là mã ăn đông, mã ăn đông áo khoác nha, lưới vàng. Lên cho mấy chị một con dít dắt nè, một con dít dắt xanh ngọc. Dít dắt xanh ngọc này 60 đến 83 84 kg cũng vừa dít dắt xanh ngọc nha mấy chị. Chị ơi. Chị Thanh ơi, đẹp không? Có lưới đẹp không? Ồ, có lưới nè. Tốt sắc không? Đẹp quá. 60 đến 74 75 kg. Trời đẹp quá trời luôn nè chị Tông Anh. Chốt giùm em mã hàng độc. Chốt giúp giùm em mã hàng độc nha mấy chị. Mã hàng độc. Nè, những con giày mà không mua đi mua cái gì giờ mấy chị. Em nói thiệt, những con giày không đi mua cái gì giờ. Đã không mấy chị, 60 đến 80 kg. Mã lưới độc của chị Thanh Trần. Mã lưới độc của chị Thanh Trần. Nè 60 đến 82 83 kg là chốt giùm em mã caro đen. Mã caro đen 60 đến 82 kg. Thanh Trần 180. Nè mấy chị. Mã lưới kem nè. Rồi 60 đến 75 mã lưới kem. 60 đến 75 kg mã lưới kem. Chốt giùm em mã lưới nâu nè. Thanh Trần nè, alo mờ là Song Anh nè. Song Anh. Chốt giùm em mã lưới nâu 60 đến 70 kg mã lưới nâu. Chị nào chốt lưới nâu chốt giùm em lưới nâu nha. Lưới nâu. Em lên cho mấy chị một cái mã kem nè, mã này là chị nào mặc lên vải đẹp lắm, 60 đến 80 kg. Mã này chị Song Anh mua cho mẹ được nè. Mã này chị Song Anh mua cho mẹ được nè, mã kem Tây Hoa. Lên cho mấy chị một cái mã caro đẹp ha. Ôi, 60 đến 73 kg mã caro Tây Viền Đen. Mã caro Viền Đen nha mấy chị nha, caro Viền Đen. Chị nào chốt caro Viền Đen, chốt lên giúp giùm em caro Viền Đen. Mã này mấy chị nên mua nè, tại vì mã này mấy chị mặc đã lắm. Chốt giùm em mã nâu 60 đến 75 kg mã nâu. Mã nâu chữ eo vì. Mã nâu eo vì. Con này là 60 đến 85 kg nè. Con sọc đen 60 đến 85 kg nè. Con này nãy giờ chị chưa nào chưa lấy kịp thì giờ lấy nha. 60 đến 75 kg. Dạ chị Gương Trương caro, caro hay là caro Viền Đen chị? Caro ở trên cổ em hồi nãy này đúng không chị? Rồi caro của chị Gương Trương nè. Caro đen của chị Gương Trương. Caro đen của chị Gương Trương Củ Chi nè. Trời ơi con mã đen mấy chị coi cổ của con mã đen đẹp không? Cổ của con mã đen bao xịn xịn luôn, vải đẹp lắm. Vải đỉnh lắm, chốt giùm em là sọc trắng đen đỏ dưới 88 kg. Con này đẹp nè. Con này đẹp nè mấy chị. Con này có cổ mà đẹp không? Chốt giùm em xanh đen có cổ size 60 đến dưới 80 kg. Lên cho mấy chị một con mã đỏ của Tim. Mã đỏ của Tim 60 đến 82 83 kg mã đỏ của Tim. Nâu eo vì. Nâu eo vì của chị Nguyễn Hương nè. Từ nha. Sao Nguyễn Hương này bữa giờ chưa ai chốt? Nguyễn Hương khách mới hả chị? Nâu eo vì hả chị? Nâu eo vì này đúng không chị Nguyễn Hương? Nâu eo vì. Dạ rồi. Dạ khách cũ Nguyễn Hương 705 Hải Phòng. Để Út ấy à. Để Út mất 70 nốt đi con. 705 Hải Phòng. 705 Hải Phòng. Caro Viền Đen đổi với cái gì của chị Gương Trương lại nè. Rồi xong chưa con, in luôn ha. Nè Viền Đen của chị Gương Trương. Dạ Nguyễn Hương. Nguyễn Hương 180. Dạ. Mã đỏ của chị Nguyễn Chi nè. Mã đỏ của chị Nguyễn Chi. Mã đỏ cổ tiên của chị Nguyễn Chi. Cái mã này nãy chị ba em lấy nè. Nãy cái mã này nãy chị tư em lấy nè mấy chị. Vải mát. Vải mát rồi rồi luôn á. Vải loan xanh. À, 60 đến 80 loan xanh gì coi. Mã đỏ của Nguyễn Chi. Mã trắng này tối qua có một con mà khách hỏi nè. Mấy chị coi con mã trắng này phơm đẹp lắm chị Song Anh ơi. Ở trên nó là ren khác nha. Nó kéo cái ren ra cái tay luôn á chị. Ở trên nè, cái đây là 60 đến 71, 72 kg rồi nha chị Song Anh.
Chị Song Anh chốt cái con trắng này nè, đẹp lắm, 60-72kg thôi. 60-72kg. Chốt giùm em mã công sở caro xanh 60-80-82kg, công sở caro xanh. Công sở caro xanh. Tư mở giùm em cái áo phất vàng này em ta. Nè, mã này qua giờ chưa thấy nè. Mã hoa vàng, à, thấy qua có một cái mà bán rồi, 60-82kg mã hoa vàng, đẹp ha. Trời ơi, mã hoa vàng này em nói mấy chị là đẹp quá trời luôn á. Mã hoa vàng. Chị nào chốt mã hoa vàng chốt em áo phát nè. Hôm qua Ý Yên có để dành con này cho một con cho Ý Yên nè. Nè em mặc bên cho mấy chị thấy. Biết sao không? Tại vì em hay mặc đồ đen nhiều á. Mấy chị thấy dễ thương không? Form lên đẹp không? Đừng nhìn mặt em, mặt em nó hơi bồng tí. Nè mấy chị mặc thấy con vàng đẹp không? Rồi hốt giúp giùm em mã vàng. Mã vàng kèm số ký 60-85kg mã vàng. Mã vàng được hai con nha. Được hai con mã vàng đây. Đây đây siêu phẩm nè. Áo đen trái tim nè. Ai? Ai hồi nãy chốt hụt đâu rồi? Ai 60-83, 84, 85kg nè. Ai chốt áo khoác trắng đen trái tim. Mã này mã hàng độc nè. Khoác đen của chị Cao Ngọc Huệ nè. Cao Ngọc Huệ. Chị Tư nãy lấy áo này rồi phải không? Hồi nãy chị nè, chị Song Anh ơi, nãy chị Tư em bà lấy cái con áo này nè. Chị Song Anh có muốn lấy cho mẹ không? 60-70kg nè. Mấy chị có muốn lấy cho mẹ không? Full đá luôn. Đẹp không? Có 180. Đen trái tim. Áo vàng này size lớn chị. Áo vàng này free size có 65kg đến 85-90kg nè. Áo vàng của chị, áo vàng của chị Nguyễn Hương. Áo vàng này dễ mặc đồ lắm nha. Áo vàng của chị Nguyễn Hương 180 nè. Chị Hằng có lấy không thì báo em nha. Em lên cho mấy chị một con mã cà phê sữa. Mấy chị coi form cà phê sữa nè. Mấy chị coi đen cà phê sữa nè mấy chị. Coi giúp giùm em đen cà phê sữa với form nè. Trời ơi bà nội cha form cánh dơi nữa chứ. Xuất sắc luôn. Dạ 60-75kg chốt giùm em cà phê sữa. Cà phê sữa nha mấy chị nha. Cà phê sữa. Cà phê sáng, Nguyễn Hằng có lấy được áo này không thì báo nha. Cà phê sáng em, dạ vừa chị Hằng. Hằng Phạm nè. Hằng Phạm. Hằng Phạm. Rồi lên cho mấy chị một mã sọc lưới. Hôm qua giờ em chưa thấy mã này. Hôm qua giờ em chưa thấy mã này nha. Lưới vàng, lưới sọc vàng. Vàng sọc vàng đỏ đen. Con này là khoảng cỡ 70-88kg. Sọc vàng đỏ đen lưới. Sọc vàng đỏ đen lưới. Chị nào chốt chốt giùm em. Em lên nha mấy chị một mã công sở nè. Chị Tư. Mã đẹp nè. Rồi mã này sang quá trời luôn. Mã hoa tulip nè, 60-73-74kg mã hoa tulip. Chốt giùm em hoa tulip. Rồi mã này lâu lâu mới về mà chị đó về nhiều. Rồi lên cho mấy chị một mã gì đây? Mã xám chữ. Mã xám chữ 60-80kg xám chữ. Mã hoa tulip đẹp quá trời sang hết chị. Ê siêu phẩm nè. Siêu phẩm nè chị ơi. Lưới. Lưới siêu phẩm 60-72kg. Lưới siêu phẩm. Chốt giùm em mã lưới siêu phẩm nha. Mã lưới siêu phẩm. Chốt giùm em mã lưới nâu hàng độc. Ôi lưới nâu gân nè. Tay gân nè. Chốt chưa? Chốt giùm em nâu gân nha. Chốt giùm em nâu gân 60-72-73kg nâu gân. Đẹp ha. Nâu gân 180 nâu gân. Lên cho mấy chị một cái mã đầm thắm xanh đọt chuối. Dạ xanh đọt chuối 60-82kg xanh đọt chuối. Ai chốt đọt chuối chốt lên giúp giùm em đọt chuối nha. Mã này hôm qua khách lấy nhưng mà size bé nè. Size 60kg à. Size bé nhưng mà nó đẹp quá thì làm sao mấy chị? Size nó bé đó mà nó đẹp quá thì làm sao? Con mặc áo này con đẹp á. Đẹp, con nó đẹp quá thử á. Nhưng mà đẹp, con nó đã mặc với chân váy jean rồi cũng đẹp. Cái gì vậy? Lên cho mấy chị một con mã sọc đỏ. Mã sọc đỏ 3 lông vũ. Mã sọc đỏ lông vũ 60-80kg. Mã này 60-88kg nè. Nè mã này nè mấy chị. Mã này là mã xẻ nách. Ngày hôm qua giờ khách em chốt rất là nhiều nè. Chốt nhầm em mã. Xanh đọc chuối của ai con? Nga Phan. Bên này út không có lên.
Trời ơi má ơi, đọc comment mà đó. Con này vải đẹp lắm nha mấy chị. 180. Mệt rồi, mệt rồi, nó cứ mở ra hết này mệt rồi. Còn bao nữa. Thôi, em mở nữa. Rồi em lên cho mấy chị mã đỏ. Em lên cho mấy chị mã đỏ nha mấy chị nha, mã đỏ. Nha khoan 180. Mã đỏ. Mã sọc đỏ nè. Sọc đỏ 60 đến 80 82 kg sọc đỏ. Sọc đỏ này nó có một cái đường dập. Nó có một cái đường dập chưa có đẹp mấy chị. Đường dập chỗ này nó bị thưa, cho nên con sọc đỏ đừng ship, ship máu được không? Em có một con dập đỏ mà em vô tình em phát hiện cái đường dập nó bị một cái chỗ bị lỗi nhẹ. Cho nên là em sẽ bán con dập đỏ này cho mấy chị với giá là 100.000 ha. 100.000. Chị nào chốt con dập đỏ 100.000 chốt giùm em. Em lên cho mấy chị một con áo sọc. Sọc cổ đỏ con này 60 đến 82 83 kg là tay lửng nè. Chốt giùm em là sọc da trắng đen cổ đỏ nha, sọc trắng đen cổ đỏ. Sọc trắng đen cổ đỏ nha mấy chị. Dạ thôi tối mình like nữa đi mấy chị ơi. Lên nha mấy chị một con mã kem tay ngọc trai, mã kem công sở tay ngọc trai. Mã kem công sở tay ngọc trai mấy chị. Chị nào chốt mã kem công sở tay ngọc trai size 60 đến 70 kg chốt giúp em. Size 60 đến 70 kg chốt giúp giùm em nha. Lên cho mấy chị một cái mã An Đông. Mã nào là của hàng An Đông là báo thẳng luôn nha. Báo thẳng cho mấy chị biết luôn mã An Đông nè. Mã An Đông 60 đến 75 kg coi tay nè. Vải đẹp lắm. Vải đẹp mà mát bà cố luôn ha. Rồi. Tối mình gặp nhau đi mấy chị. Tối gặp nhau chiến đấu tiếp nha. Rồi vậy đi mấy chị, tối 8:30 gặp nhau.